bắt đầu đi lên núi Hàm Rồng. Giờ đi đâu đó chị? Núi Hàm Rồng. Hết đau chân chưa? Bớt hơn mà bớt hơn hơn chút cho. Rồi cái đằng sau rút kinh nghiệm anh, rút kinh nghiệm nhé. Tận nghiệp này ở là mấy cái vậy á. Ờ nhưng mà ví dụ những điểm này mình lừa được, cho những cái điểm như Phan Xi Păng mà lừa nó bắt. 6 giờ đến hết phân bán nha, lúc nào vậy thì phải. Cái gì là cái gì? Bà Phú Quốc mình bơ đó ha. Rồi, ta làm ta có hợp đồng mình bơ Phú Quốc luôn rồi. Tốt luôn. Phú Quốc đây là cái gì vậy? YouTuber Quyền Chân. Cái quán nó ăn dỗ quá. Quán ổng em thấy không ngon. Anh nhìn nó bẩn bẩn sao ạ. Kỳ nào đi bắt cũng leo núi. Nhưng mà đây đỡ hơn nè. Đợt đi hay vậy leo cái gì cột cờ. Tôi thở má như là bò thở trời. Cột cờ lụm cú á. Nhưng mà thở Tình Hùng chưa đi anh. Chưa. Mấy người này cũng chưa đi mà. Thân đều nào. Đợt không có tăng là sao? Gì vậy? Đình Hùng Vương này. Đình Hùng Vương ở đâu? Ở Phú Thạnh nhưng mà Ngân nó nói nó đi rồi. Em đó không có đâu ạ. Đi rồi, cánh Tứ đúng không Tứ? Còn ông Nam mà. Thôi chị, nói chung là chị Ly mới lên á. Thì đó, đâu đi mẹ nói. Em đã được kinh nghiệm để cho nó vô phục sinh lực. Giỏi giờ thấy không? Giỏi giờ thấy á. Đẹp nè. Chỗ đây, cái chỗ đây chụp đẹp nè. Lát nữa xuống chụp. Gần rêu rồi. Ờ. Coi nhà phủ rêu kìa. Người đàn ông của gia đình. Người sao mà không có đi nữa đấy. Điểm cho thôi quay cho tập. Đây cũng còn đào chưa? Đây mua còn mùa nái mà. Mấy cái mái chanh này chắc cũng lâu lắm, rêu nó mọc. Vô đèo đây thôi à, vô đúng mùa nó thôi à, trắng rực luôn, không mặn chắc. Mà. Đúng không? Cây kìa, cây chà là. Cây chà là đúng không? Ừ.
đâu nó bị đó. Vâng. Bộ đất phạt đó. Cây cũng đâu có bao nhiêu. Nó bắt lại ở cho đi trồng một tuần ra cái hoa chứ. Ông lên đây một lần chứ lần 34 gì? Ai tôi hả? Tôi đi còn trước bà nữa rồi chứ. Hoa gì đây mọi người? Nhà mình biết, ai biết hoa gì thì comment vô con clip cho mình biết nha. Rất là đẹp. Đây vô đây. Ông nhiều quá. Ông hả? Không phải đâu, ông Rui ạ. Ông Rui mà. Hoa bất tử mà. Ở đây rất là nhiều. Hoa bất tử này. Cánh nó cũng như cánh khô. Em qua đây. Hoa mận. Kè chút xíu nữa không? Mận ở đâu? Thẳng đây. Hoa mận. Rồi đó, đúng rồi. Vô đây đẹp. À mà vô đây đúng không? Mấy cái chung đây hết đây. Chưa ăn được thơm rất là nghiệp. Wow. Sương mù túa xuống. Rồi. Em có bông này. Rồi vô bay người bung được xem năm thứ mười này vô đi. Cái đào đây, đào đây, đào này, đào này, đào này, đào này nhiều không này? Giờ em nói giờ em kia, mai đào đào mai cỡ nè nè đứng không có để ý bụng ở đây nè bên đây nè ôi trời ơi cái đào đẹp quá rồi đúng đắn đấy lên chút nữa rồi ok diệt rồi đó đúng rồi đừng vô trong đây ngồi thôi đây trước luôn rồi lên ra chị chỗ đây này chị đứng nha chỗ đây nha lên chụp nó mờ mờ ẻo ẻo á không thấy gì luôn. Bây giờ đã đến giờ nghỉ trưa, chúng ta muốn gặp trung tâm của đội văn nghệ trên du lịch Hồng Kông. Và chúng tôi xin thông báo và kính mời quý khách trở về tầng 2 nhà khảo trung tâm nhỏ văn hóa dân tộc để đón xem chương trình biểu diễn. Một lần nữa chúng tôi xin thông báo. Bây giờ đã đến giờ nghỉ trưa, chúng ta muốn gặp trung tâm của đội văn nghệ khu du lịch Hồng Kông. Và chúng tôi xin thông báo và kính mời quý khách trở về tầng 2 nhà khảo trung tâm nhỏ văn hóa dân tộc để đón xem chương trình biểu diễn. Chúng tôi xin thông báo, bây giờ đến giờ biểu diễn của khu du lịch Hàm Rồng. Và chúng tôi xin thông báo và kính mời quý khách trở về tầng 2 của khu du lịch Hàm Rồng. Núi Hoàng Lý Sơn. Và để mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý vị cùng làm quen với đường bào dân tộc Mông và điệu múa chợ núi do tập thể nam nữ biểu diễn.